Trong trang phục áo dài truyền thống, gần 20 cô gái của Hội Thanh Xuân mới đã mang đến cho người dân và du khách tại phố đi bộ Phùng Hưng, Hà Nội một màn trình diễn flash mob đầy mãn nhãn trên nền nhạc ca khúc Áo Dài Ơi. Tiếp nối các hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi với chủ đề Ký ức Hà Nội 65 năm vào ngày 10 tháng 10 sắp tới, tại phố Bích Hòa, Phùng Hưng sẽ diễn ra chương trình tái hiện hình ảnh Hà Nội năm 1954 qua các mô hình và hoạt cảnh nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thủ đô.